Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, việc xây dựng hình ảnh thương hiệu Việt Nam lớn mạnh, uy tín, hướng đến một nền kinh tế tăng trưởng xanh là mục tiêu hết sức quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hội thảo chiến lược thương hiệu gắn với phát triển xanh vừa được Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của xây dựng thương hiệu, đặc biệt gắn với yếu tố xanh trong phát triển kinh tế của đất nước. Tại hội thảo, nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề cấp thiết trong việc xây dựng thương hiệu xanh đã được các chuyên gia bàn thảo, các kinh nghiệm chia sẻ của các doanh nghiệp đã thành công trong vấn đề này được đánh giá cao. Bên cạnh đó, cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp cho việc đẩy mạnh xây dựng thương hiệu quốc gia ngày một phát triển bền vững. Thank you.